Thưa bạn, cố cung Kyoto đã là kinh đô của Nhật Bản gần 10 thế kỷ nay. Không phải chỉ một sớm một chiều mà chúng ta đi thăm hết được. Hôm nay, trong buổi chiều mùa xuân phơi phới, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi thăm một thắng tích của nơi này. Đó là chùa Kiyomizu, chùa Tinh Thủy, nước nguồn tinh khiết, được xây dựng trên vách núi từ thế kỷ thứ 8. Ngay trước tiền viện của chùa, chúng ta gặp một nữ ni, quần áo toàn đen, đầu đội nón tu lờ bằng mây, đang đứng yên tụng kinh và xin khất thực. Hình ảnh này nhắc ta nhớ đến vị nữ ni Diệt Tuyệt Sư Thái, trưởng môn của Khái Ma Mi trong Cô Gái Đổ Long của Kim Dung. Trong buổi chiều xuân phơi phới ấy, chúng tôi đi trên những con dốc đá mà bên trên là trời xanh, lao sao những cành anh đào đang độ mãn khai đong đưa trong gió. Chúng tôi cùng bước lên chùa trên mà lòng nao nao như ngày nào trong mùa xuân cũ cùng các bạn trở lại chùa Hương sau bao nhiêu năm xa cách. Chùa Tinh Thủy Kiyomizu được khởi xây từ năm 798 và được trùng tu lại năm 1633 dưới thời Shogun Tokugawa. Chùa được xây trên triền núi, tiền điện dựng trên một vách núi treo leo, có một hành lang rộng bằng gỗ chống vào sườn núi, bằng 139 cột gỗ, mỗi cột có chiều cao là 49 bộ. Từ hành lang này, ta có thể nhìn thấy một phần của thành phố Kyoto dưới kia. Có một điều thích thú là chùa Phật giáo và đền thần giáo đều xây dựng chung trên một khuôn viên. Màu đỏ chu sa của đền thờ Shinto và màu nâu trầm mặc của cửa thiền lại rất hài hòa với nhau trong cái khung cảnh êm đềm này. Gọi là chùa Tinh Thủy cũng có lý của nó, vì trên vách đá phía hậu liêu của chùa này là nơi xuất phát của một dòng suối tinh khiết. Nước chảy được truyền ra từ miệng của một đầu dòng, và qua những hành lang thoáng rộng, chúng ta đang tiến dần tới tiền điện. Dòng suối từ hậu liêu của chùa chảy ra ba ngọn, tượng trưng cho phúc,
Lộc và Thọ. Khách hành hương địa phương cũng như ngoại quốc đều chen chân tại đầu suối để uống đủ ba ngọn nước này, với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ đạt được đủ phúc lộc thọ cho cả năm. Phật giáo được du nhập từ Trung Hoa vào Nhật Bản, cho nên các lễ hội tôn giáo tại đây cũng mường tượng như ở Trung Quốc. Vào mùa xuân, chùa Kiyomizu cũng có lễ rước rồng, và về đêm, ngôi chùa cổ rực rỡ lên trong ánh đèn chiếu qua những cảnh anh đào đang trổ bông màu hồng nhạt. Từ cửa chính của ngôi chùa đi xuống, chúng ta đi qua một con phố hẹp, nơi đây bán các thức ăn và những đồ lưu niệm, những đồ sành sứ của Nhật Bản và những thức ăn đặc biệt rất được du khách ưa thích. Trong một tình cờ rất lý thú, chúng tôi cũng gặp hai cô geisha trong trang phục kimono với mái tóc bới cao và khuôn mặt trang điểm rất cầu kỳ cũng đi lễ chùa vào chiều xuân. Các cô đã vui vẻ đứng chụp hình chung cùng đoàn chúng tôi. Từ mái tóc cánh phượng trải cao, từ mỗi màu hoa cài trên áo và từ cái obi đeo ở sau lưng, tất cả đều có những ý nghĩa riêng và rất rõ ràng. Đó là một nghệ thuật. Chỉ xin tóm lược rằng, để mặc bộ y phục này, người Asia cần phải có ít nhất là một người phụ giúp, và thời gian sửa soạn quần áo và trang điểm có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ trước khi đi ra ngoài. Đây là một con dốc nhỏ, gợi nhớ cho ta đến con đường nhỏ bên hông đường Minh Mạng của Đà Lạt ngày cũ. Xin các bạn lưu ý là ngôi trà thất nhỏ tranh vênh bên vách núi có một cái chum lớn, dùng để chứa nước mưa để pha trà. Đây là đêm thứ hai chúng tôi ở Kyoto. Cũng đã hơi quen với cảnh, quen với người, nên chúng tôi dùng xe metro để xuống downtown ăn cơm tối. Metro là một phương tiện di chuyển rất thuận tiện và nhanh chóng tại đây. Có lẽ trên thế giới, tại tất cả những thành phố lớn, đâu đâu người ta cũng thấy phương tiện lưu thông đại chúng này rất phổ biến. Chỉ trừ tại nước Mỹ là nơi con người quá gắn bó với xe hơi mà thôi. Thank you.
căn phố hẹp, chúng tôi dùng bữa tối tại một quán ăn nhỏ với những phòng riêng xinh xinh và thực khách ngồi xếp bằng trên những thảm rơm gọi là tatami. Khi ô tô về đêm, êm đềm trôi bình bổng trên những con kinh nhỏ, phủ bóng những cây anh đào là ngọn. Cũng ánh đèn rực rỡ, cũng xe cộ ngựa xuôi. Nhưng downtown ở Kyoto không có cái vẻ nặng nề, bất an như downtown của Los Angeles, New York hay Denver. Men theo những ngọn đèn lồng, chúng tôi lần bước tới khu Gion, một phố cổ có từ lâu đời. Nơi đây tập trung tất cả những trà thất và các nàng geisha của thành phố Kyoto. Con đường nhỏ này có tên là Hanamikoji Dori, dịch nguyên văn là ngõ nhỏ để ngắm hoa. Nói một cách văn hoa hơn là con đường hoa. Hoa ở đây là các nàng nghệ giả tài sắc vẹn toàn. Xin nói rõ là geisha là một nghệ nhân, đem tài ca múa ngâm vịnh ra để phục vụ những bậc tao nhân mặc khách đến uống rượu và thưởng trà. Một nàng geisha chân chính được huấn luyện từ lúc tấm bé cho đến năm 18 tuổi mới thành tài. Cuối con đường hoa này có một kỳ viện nhỏ, chuyên trình diễn những tuồng cổ và trình tấu những nhạc và những vũ điệu cổ truyền của Nhật Bản như đàn koto, trống cổ, trà đạo và nghệ thuật cắm hoa Ikebana. Thật ra nghệ thuật uống trà đã xuất phát từ Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 8. Hai chúng ta đã chả nghe bán dạ tam bôi tử, bình minh sổ chẳng trà rồi ư. Nghệ thuật này được du nhập vào Nhật Bản bởi các thiền sư vào thời kỳ của sứ quân Hiền An thế kỷ thứ 12. Các thiền sư dùng trà đạo như một phương tiện để chống lại sự trì trệ của trí tuệ sau nhiều giờ ngồi thiền. Đến thế kỷ thứ 16, thiền sư Sen Kyokyo đã tổng hợp lại các phương thức pha trà thành một nghi lễ gọi là trà đạo. Trà đạo chú trọng đến sự mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại rất trang nghiêm và tinh khiết. Người pha trà và khách được mời đều ở trong một vị thế tương kính như tân. Từ cách lau chén, múc nước, châm trà, nhất cử nhất động đều rất là mực thước và trang nghiêm. Cũng nên nhớ là trà Nhật là trà xanh, nghiền thành bột và không có bã như trà tàu. Trong khi chủ và khách đang sửa soạn dùng trà, thì các nữ nhạc công trình tấu cổ nhạc Gagaku, một loại nhạc cung đình
bằng đàn cô tô 13 giây mà hình dáng giống như đàn tranh của chúng ta. Đã là con người, ai trong chúng ta chẳng yêu thích cái màu sắc tươi vui của hoa lạ. Nhưng có lẽ từ xưa, chỉ có người Nhật đã đem hoa lá kết hợp với nhau thành một nghệ thuật, gọi là Ikebana, trong đó bao gồm cả cái triết lý của một dân tộc về nhân sinh, về tương quan của trời đất đối với con người. Ikebana là một nghệ thuật. Nhìn vào một cành cây mộc mạc cắm trong bình cổ, lòng bồi hồi nhớ lại câu thơ của thiền sư Mãn Giác từ nhà Lý của quê hương. Mạc vận xuân tàn hoa lạc tận, đỉnh thiền lạc dạ nhất chi mai. Xin tạm dịch là: những thưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm rồi sân trước nở cảnh mai. Cái nhân sinh quan tươi sáng đầy hy vọng ở ngày mai đã giúp cho dân tộc Việt vượt qua bao khó khăn thử thách để trường tồn mãi đến ngày hôm nay. Tôi cũng nghĩ rằng cũng cái nhân sinh quan ấy của những người lãnh đạo nước Nhật đã vực được cả một quốc gia vươn mình đứng dậy sau hai trái bom nguyên tử trục xuống Mã Đà và Trường Kỳ trong một dĩ vãng chưa xa lắm đối với chúng ta. Điệu vũ mà chúng ta đương xem được gọi là Kiyomai, đúng nghĩa ra là điệu vũ xuất phát từ Kyoto và miền Tây của nước Nhật. Các diễn viên thường mặc y phục màu sắc rực rỡ và đeo mặt nạ. Cách đi, đứng, diễn xuất giống như trong tuồng cổ Nô, trong ấy các vị thần trên trời như sấm, sét, mưa, gió v.v. thường xuất hiện xuống trần, săn đe dân chúng phải ở hiền để gặp lành, hầu tránh những trừng phạt của Thượng Đế. Vị hắc diện tướng quân mà chúng ta đang thấy là vị thần sấm. Thanh kiếm nhỏ mà thần cầm trong tay là tượng trưng cho tia chớp thường kèm theo khi tiếng sấm nổ.
Vở hài kịch đang diễn ra trên sân khấu có tên là Boshibari, có nghĩa là chủ và tớ, thuộc loại hài kịch bình dân Kyozen, cũng phát nguồn từ thành phố Kyoto này. Kịch nói lên một người trang chúa Damayo cất được rượu sake rất ngon. Khi ông đi vắng, chỉ sợ ở nhà hai người làm uống vùng mất, nên bày mưu trói cả hai người để yên tâm mà đi. Ở nhà, hai người làm nhờ lắm sáng kiến nên vẫn uống chồm được rượu và lại còn ồn ào chê là ông chủ mình khờ dại. Đúng lúc ấy thì ông chủ đi về, đứng ngay sau lưng, và hồi kết cuộc như thế nào chắc mọi người chúng ta đều đã đoán biết. Gagaku, nhạc và vũ cung đình. Gagaku dịch sát nghĩa là âm nhạc quý phái, là loại nhạc và vũ này ngày xưa được trình diễn trong hoàng cung. Các loại nhạc này xuất phát từ nhà Đường bên Trung Quốc từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Những vũ khúc nghe thường và hàng Nga du nguyệt điện mà Dương Quý Phi và các công nữ trình tấu cho vua Đường Minh Hoàng thưởng ngoạn đã là thủy tổ của ca khúc Gagaku này. Tuy nhiên, du vào đất Nhật, nhạc tiết và vũ bộ theo ảnh hưởng của địa phương mà trầm lắng hơn. Thank you.
Cách đây nhiều thế kỷ, khi mà các trò giải trí còn rất giới hạn, thì múa rối đã là một bộ môn nghệ thuật giải trí dành cho giới bình dân của nhiều sắc dân khác nhau trên thế giới. Tại Âu Châu được gọi là marionette, và ở Việt Nam đặc biệt hơn có trò múa rối nước. Múa rối Nhật được gọi là bungraku. Tuồng này được gọi là ochihi, mô tả một người thiếu nữ mà người yêu là một kiếm sĩ samurai bị kẻ thù dùng mưu lấy mất kiếm. Ochihi, người thiếu nữ, đã phải dùng nhiều mưu mẹo để lọt được vào thành địch và nửa đêm lấy được kiếm cho người yêu. Nhưng cửa thành đã đậy đóng, nàng phải cố gắng leo lên trên tường thành và dùng mớ tóc dài vứt qua bờ thành cho người yêu nắm lấy. Và cuối cùng nàng cũng đã vượt được thành, mang kiếm trả lại cho người yêu. Tại Kyoto, chúng tôi cũng đi thăm một trung tâm hội họa in mộc bản. Các nghệ nhân khắc những bức tranh trên những khuôn gỗ theo lối cổ truyền, rồi bôi phẩm màu vào và in trên giấy bản. Tranh mộc bản của Nhật nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là các bức cổ họa in theo lối này, được giới sưu tập quốc tế rất ưa chuộng. Về tranh mộc bản, ở Việt Nam có một làng cổ, tức là làng Đông Hồ, thuộc Phụ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cũng chuyên về nghề này từ nhiều thế kỷ. Những bức tranh gà, lợn, cô gái hay dừa, v.v. đã từ nhiều thế kỷ trước được bày bán trong những phiên chợ Tết tại các làng quê tại miền Bắc. Thank you.
với những người đã từng sống ở Âu Châu, tàu cao tốc TGV Très Grande Vitesse của Pháp được coi là một hãnh diện của đất nước này, cùng với máy bay thương mại siêu thanh Concorde. TGV có thể đạt được tới vận tốc 170 km/h, mà các bạn đã thấy trong video Âu Châu Du Ký 1, khi chúng ta đi từ Londres, trôi qua đường hầm Eurotunnel dưới biển Manche để tới Bruxelles, nước Bỉ. Nhưng so với tàu Shinkansen Bullet Train của Nhật, thật chẳng thấm vào đâu. Hôm nay chúng ta sẽ dùng tàu siêu cao tốc Shinkansen vượt quãng đường từ Kyoto đến Tokyo gần 400 km trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là kể cả thời gian ngừng lại tại Yokohama. Từ nhà ga Kyoto, cứ 2 phút 30 giây lại có một chuyến tàu siêu cao tốc xuất phát đi các tuyến Hiroshima, Kobe, Yokohama và Tokyo. Tàu siêu cao tốc Shinkansen có thể đạt được vận tốc 320 km/h và giữ kỷ lục về an toàn cao nhất thế giới. Cho đến nay, chưa có một tai nạn đáng kể nào xảy ra. Hôm nay, chúng ta dùng tàu Shinkansen 700 để đến Tokyo. Ngồi trong toa tàu, chúng ta có cảm giác như ngồi trong cabin máy bay. Những cột điện bên đường vùn vụt chạy qua không nhìn rõ. Và ngoài xa, đồng ruộng Nhật Bản trải dài ra xanh rì. Tàu chúng ta chạy dọc theo triền núi Alps của Nhật Bản. Thank you.
thỉnh thoảng có những sở trà mọc treo leo trên sườn núi. Ở vào phía bên trái của chúng ta với khoảng cách là 70 cây số là Phú Sĩ Sơn mờ mờ trong làn mây phủ. Phú Sĩ Sơn là biểu trưng cho nước Nhật. Đó là một ngọn núi lửa đã tắt, có cao độ là 3.776 thước. Từ lưng chừng núi cho tới ngọn, tuyết vạn niên phủ trắng xóa, làm ta gợi nhớ đến ngọn Kilimanjaro ở Phi Châu trong bài hát Linesh Kilimanjaro. Núi Phú Sĩ là chốn linh thiêng của toàn dân Nhật, dù ở quốc nội hay quốc ngoại. Đã từ lâu lắm, từ thời cổ sử, người Nhật đã cho Phú Sĩ Sơn là nơi cư ngụ của thần linh. Ngay dưới chân núi có một cái hồ lớn, đó là hồ Hakune. Có thể nói, toàn một vùng Fuji Hakune Izu là một công viên quốc gia rộng lớn, với nhiều hồ và thác nước, rừng cây và suối nước nóng. Và hàng năm, nhiều chục triệu người Nhật đến đây để nghỉ ngơi và ngâm mình trong dòng ôn tuyền ấm áp. Đây là hồ Hakune với cái torii, cửa của đền thần giáo dựng bên bờ hồ. Và đây là Phú Sĩ Sơn trong mùa anh đào đang nở. Fuji và Sakura, hoa anh đào, là biểu tượng muôn đời của xứ Phù Tang. Trong vòng 5 phút tại Yokohama, nơi đây có một nhà máy làm vỏ xe hơi rất lớn, Yokohama, mà sản phẩm được gửi đi bán khắp tất cả 5 châu. Xe đã vào đến ngoại ô phía đông của thành phố Tokyo, với các tòa nhà chọc trời mọc lên nhan nhản. Ta đã tới nhà ga Tokyo. Đây là một nhà ga xe lửa khổng lồ mà mỗi ngày hàng triệu người khách qua lại tại đây. Chúng tôi được cô hướng dẫn viên du lịch đón tại nhà ga và dùng phương tiện metro đưa về nơi cư ngụ tại khách sạn Kyo Plaza Hotel ngay tại trung tâm thành phố. Khách sạn chúng tôi cư ngụ đối diện ngay với Twin Tower Building, tòa nhà hành chánh của thành phố Tokyo. Gọi là Twin Tower vì tòa nhà cao tầng này có hai tháp cao, một cao 235 thước và cái kia cao 256 thước.
Toàn bộ guồng máy hành chính của thành phố Tokyo được đặt tại tòa Biên Đình này. Từ trên tháp cao nhìn xuống Tokyo trải dài ra dưới kia. Đó là một thành phố khổng lồ, có một số dân số là 12 triệu ban đêm và 15 triệu ban ngày. Bởi vì hàng ngày có 3 triệu cư dân từ các vùng phụ cận đổ về đây làm việc và đến đêm lại rời Tokyo về nhà bằng các phương tiện chuyên chở công cộng. Tokyo là một thành phố tương đối mới. Nên nhớ là trong kỳ đại diện thế chiến vừa qua, 80% thành phố này đã bị không quân Mỹ san bằng bom lửa. Tokyo, cũng như phần còn lại của quần đảo Phủ Tang, nằm trên vòng đai lửa Hòa Diệm Sơn của Đông Thái Bình Dương. Nên các cao ốc ở đây được xây dựng với kỹ thuật chống địa chấn tinh vi nhất. Những ngôi nhà chọc trời này có thể chịu đựng được những cơn địa chấn mạnh tới 7 chấm trên máy đo Richter. Và hàng năm đều có những buổi thực tập để đối phó với động đất. Chính các thành phố Los Angeles và San Francisco cũng gửi những nhân viên của sở cứu hỏa của mình sang Tokyo để thực tập kinh nghiệm tại đây. Thành phố trải dài ra trên 800 dặm vuông hay là trên 2.000 cây số vuông. Và lấm chấm giữa những cao ốc nhiều tầng là những lá phổi xanh hay là những công viên mà người cư dân đô thị thường đến mỗi ngày cuối tuần để tìm chút xanh tươi của cây cỏ. Đây là mô hình của cao ốc Twin Tower, trụ sở chính của mọi cơ quan hành chính của thủ đô Tokyo. Đêm Đông Kinh rực rỡ trong ánh đèn màu muôn sắc. Có lẽ đây là một trong số rất ít những thành phố trên thế giới mà du khách có thể ban đêm dạo chơi thoải mái trên đường phố mà không sợ nạn móc túi hoặc giật đồ. Thân nhân một trong những người bạn đồng hành của chúng tôi làm việc tại cơ quan truyền thông tại Tokyo đã tình nguyện dẫn chúng tôi đi chơi tối tại đây. Tôi đang ở phố Shibuya Chrome, là khu phố ăn nhậu của Đông Kinh. Nếu bạn còn nhớ Sài Gòn ngày cũ, thì đây chính là khu Bùi Viện, hẻm xó lèo của Đông Kinh, nhưng tân tiến hơn và sang trọng hơn, bởi vì chúng ta đã xa chốn cũ gần 27 năm rồi đó. Và bây giờ chúng ta đang ở Đông Kinh, thủ đô của Nhật Bản. Tiệm bán cháo cá này lại nhắc ta nhớ đến hàng chả cá Lá Vọng của đất Thăng Long ngày cũ. Một kinh nghiệm nên ghi nhớ là tại khu này, tiệm ăn thường là những quán nhỏ nên khi đi du lịch, đoàn nên tách ra thành nhiều nhóm mới có thể tìm chỗ dễ dàng. Người Nhật đa số là giới trẻ thường ăn tối tại ngoài chứ không nấu nướng tại nhà. Thank you.
Các bạn ở miền Nam California thường quen thuộc với tiệm ăn Todai của Nhật, với các món ăn tươi gồm nhiều hải vị như tôm, cá, mực sống và sushi v.v. Đây có thể được ví như là một tiệm Todai nhỏ và thức ăn được đặt trên dây chuyền cho thực khách chọn. Sau cùng, nhóm chúng tôi gồm 6 người cũng đã vào được một tiệm ăn nhỏ, ở đây chuyên môn về gà. Có cả thầy 16 món gà, và đặc biệt có món kem tráng miệng bằng khoai môn rất ngon. Thưa quý vị, đây là những đệ tử Nhật Bản cũng như ngoại quốc của Kê Tướng Công. Những cao ốc nhiều tầng sang trọng vẫn có những quán cóc nhỏ bên đường bán cháo cá hoặc là cháo gà. Trời Đông Kinh đầu xuân còn hơi lạnh nên các quán này che màn cho thực khách được ấm áp hơn. Tôi đang lang thang tại khu Ueno, một khu buôn bán thị tứ ví như Champs-Élysées của Tokyo. Tại đây có những hàng ăn nhỏ, trang trí rất mỹ thuật. Đây là quán tre. Rất là Paris tại đêm Tokyo này. Giống như những quán cà phê Totoa tại Paris, như Ledermago, Emin hoặc Café de Flore. Tokyo cũng có những quán cà phê nhỏ mang tên Pháp và thực khách ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi tối. Trên lề đường, thỉnh thoảng cũng có những nữ bốc sư, quần áo lạ lùng, đặt bàn nhỏ bên đường, ngồi bói bài, đoán vận mệnh cho khách vãng lai qua lại. Đêm Tokyo rực rỡ trong ánh đèn lồng nhiều màu sắc. Thank you.
sau, chúng tôi lên xe buýt đến thăm đền thần giáo thờ Minh Trị Thiên Hoàng. Minh Trị Thiên Hoàng là vị Nhật Hoàng trẻ tuổi, đã đưa nước Nhật từ một quốc gia thủ cựu, bế quan, tỏa cảng, tiến lên một vị thế giao thương bình đẳng với các cường quốc Tây Phương. Đối với người dân Nhật, Minh Trị Thiên Hoàng chiếm một chỗ gần như thần thánh. Do đó, đền thờ này được xây dựng để ghi công đức của nhà vua và hoàng hậu. Cũng vẫn những cổng torii với đường nét dịu dàng, và băng qua những con đường lẩn khuất trong rừng cây là những đạo sĩ trong tăng bào màu trắng. Phong cảnh thật u trầm và tĩnh mạc giữa một Tokyo ồn ào náo nhiệt vây quanh. Dẫn khách vào gặp đạo trưởng là những nữ thiểu đạo sĩ, trang phục trắng và đỏ rất đẹp mắt. Phủ tang du ký xin tạm biệt các bạn tại đây và xin gặp lại trong tập 3 khi chúng ta tham dự đại hội Hoa Anh Đào tại Đông Kinh và sẽ đến xem buổi trình diễn y phục cổ truyền kimono tại Kamiraniga Gate. Xin hẹn tái ngộ.